Xin chào các bạn đến với kênh Kiếm Tiền và Làm Giàu, kênh giúp các bạn tổng hợp các kiến thức kinh nghiệm kiếm tiền và làm giàu sống hạnh phúc. Chúng tôi cố gắng mang đến cho các bạn cách dễ hiểu, dễ áp dụng nhất trong cuộc sống. Nhân vô thập toàn, các bạn vui lòng đóng góp bằng các comment bên dưới giúp chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn. Thưa các bạn, những người thành công hạnh phúc là người biết cách giao tiếp, biết phán đoán, biết nhìn xa trông rộng. Trong mắt đa số mọi người, người hướng ngoại có vẻ như dễ thành công hơn người hướng nội. Nhưng theo khảo sát cho thấy, trong số những người thành công thì người hướng nội chiếm tỷ lệ cao hơn những người hướng ngoại. Hôm nay, Kiếm Tiền và Làm Giàu xin chia sẻ câu chuyện vì sao người hướng nội lại thành công và 15 đặc điểm tiêu biểu của những người sống nội tâm thường có. Mời các bạn cùng chúng tôi tham khảo nhé! Trên 70% những người thành công trên thế giới là người có tính cách hướng nội. Họ là những nhân vật nổi tiếng như Einstein, Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Spielberg, Haruki Murakami. Vì sao đa phần họ là người hướng nội? Thưa các bạn, trên con đường thành công, dù người hướng ngoại có vẻ có tinh thần rất tốt, nhưng người hướng nội lại là những người biết tỏa sáng, làm giàu và thành công hơn. Như thế này không tốt, phải bước ra khỏi thế giới của chính mình. Sao anh cứ ít nói như vậy? Sao không đi chơi? Sao cứ ở nhà suốt vậy? Xem anh nói gì kìa, làm gì mà lạnh lùng thế? Anh hướng nội như vậy, sau này làm sao kết bạn được? Sự nghiệp kinh doanh thì sao? Người hướng nội không làm quản lý được đâu. Vân vân và vân vân. Bạn có từng được khuyên những câu như thế này chưa? Rằng phải thay đổi tính cách hướng nội của mình. Sự hướng nội của bạn dường như gắn liền với việc ngại xã giao, tự ti, không vui vẻ, không hài hước. Thế nhưng, bạn có thật sự hiểu thế nào là hướng nội hay không? Bạn có thật sự hiểu những người hướng nội chăng? Bạn có biết, thật ra những người hướng nội có rất nhiều phẩm chất đáng quý hay không? Người hướng nội cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Trong môi trường kinh doanh mà xã giao đặt lên hàng đầu, mọi người hầu như đều thích những người hướng ngoại. Là một người hướng nội phải thường xuyên chịu nhiều áp lực, thậm chí là rất mất thể diện. Thế nhưng, trong buổi diễn thuyết đầy đam mê sáng tạo của nhà văn Susan Cain, bà đã nói đầy nhiệt huyết rằng những người hướng nội đem đến những tài năng và khả năng phi thường cho thế giới, tạo ra giá trị vô hạn cho thế giới. Hướng nội không phải là khiếm khuyết, mà là rất đáng để khen ngợi và cổ vũ. Tính tình của một con người là do trời sinh, hầu như không thể thay đổi được. Còn tính cách thì có thể xây dựng được. Một người hướng nội có thể không thích nói chuyện, nhưng cũng có thể rất giỏi nói chuyện. Có thể không thích xã giao, nhưng cũng có thể thể hiện tài năng trong những lúc cần thiết. Những người sống nội tâm thường có những đặc điểm tiêu biểu như sau. 1. Tận hưởng việc sống một mình là sự lựa chọn của tôi. Đa số mọi người sợ không có ai bên cạnh, một mình sẽ nghĩ lung tung, cảm thấy rất cô đơn. Còn người hướng nội thì rất thích tận hưởng thời gian một mình. Người hướng nội cũng không hề sợ hãi các hoạt động xã giao. Chẳng qua là họ không muốn, không tham gia, thật ra là do họ tự lựa chọn. 2. Biết lắng nghe nhất, thấu hiểu nhất. Người hướng nội rất yên tĩnh, không thích nói chuyện phím, nhưng lại biết lắng nghe nhất, thấu hiểu nhất. Khi bạn buồn, người hướng ngoại sẽ nghe bạn nói, sau đó đưa bạn đi những nơi vui vẻ. Còn người hướng nội không chỉ có thể lắng nghe nỗi buồn của bạn, mà còn có thể buồn cùng bạn. 3. Rất tập trung, lại có chiều sâu. Người hướng nội đa phần thích những việc có thể một mình hoàn thành như đọc sách, viết lách. Nhiều năm luyện tập khiến họ có thể tập trung cao độ, quen suy nghĩ sâu sắc. 4. Vui vẻ rất đơn giản rất hạnh phúc. Tính tình và niềm vui không có liên quan với nhau, người sống nội tâm hoàn toàn không phải là không vui, chỉ là họ thích hưởng thụ một kiểu niềm vui khác. Ví dụ như chìm trong tĩnh lặng, không bị ai làm phiền, đọc một quyển sách hay, xem một bộ phim, nghe một bài hát, thư giãn một lúc, ngơ ngẩn một hồi, ngồi yên lặng suy nghĩ,
thậm chí là huyết gió một mình, không cần gì nhiều. 5. Nghĩ kỹ rồi mới nói, việc gì cũng có lý lẽ. Trong thời đại này, khi mà hầu hết mọi người đều khó trầm tĩnh trước mọi việc, thì đây là một phẩm chất hiếm thấy. Nhưng người như vậy thường bị hiểu lầm, cho rằng là người nhút nhát, không thích biểu đạt. Chẳng qua những người hướng nội chỉ là thận trọng hơn. Những việc mà chính mình chưa hiểu rõ, họ sẽ không nói ra để làm người khác bị rối. Họ sẽ suy nghĩ kỹ rồi nói ra những điều rất lý lẽ. 6. Khả năng thực hiện xuất sắc. Người hướng nội có thể rất tự tin là chính mình, không cần người khác quan tâm và thừa nhận cũng có thể làm xuất sắc mọi việc. Họ sống trong chủ nghĩa hoàn hảo, không muốn khoe khoang bản thân, nhưng thích ngày càng hoàn thiện hơn. Người khác có thể nhìn thấy hay không, không quan trọng. Bản thân làm tốt là rất thỏa mãn rồi. 7. Khả năng quan sát nhạy bén. Vì có thể trầm tĩnh suy nghĩ trước mọi việc, nên những người sống nội tâm có khả năng quan sát và nhìn thấu người khác rất nhạy bén. Họ có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay không, và năng lực, kỹ năng chuyên môn của người khác. 8. Biết giữ bí mật, đáng tin. Người hướng nội xứng đáng được tin tưởng nhất. Họ là những người biết giữ bí mật nhất. Người hướng nội sẽ không tùy tiện bình phẩm, cũng sẽ không đi tung tin đồn khắp nơi. 9. Tiết kiệm nhưng không hà khắc với bản thân. Người sống nội tâm có thể vui vẻ ở nhà một mình, không ra ngoài chơi, không phải là họ không có kỹ năng giao tiếp, mà là đôi khi cảm thấy không cần thiết. Ở nhà có thể sống rất vui vẻ. Họ sẽ không lấy lý do buồn chán mà ra ngoài tiêu tiền lung tung. Khi muốn chơi, tự nhiên cũng sẽ không hà khắc với bản thân. 10. Không thường hay thể hiện thái độ, nhưng một khi nói ra là chính xác. Bạn nói những gì hoàn toàn không quan trọng, điều quan trọng là cách mà bạn nói. Những người hướng nội chỉ là không hay thể hiện thái độ, không thích nói chuyện phím mà thôi, chứ không phải vì họ không thể, mà là không muốn. Họ muốn nói đúng vào trọng tâm, không muốn nói để lấy lòng. 11. Người lãnh đạo xuất sắc, phong cách khác biệt. Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, những người hướng nội có thể trở thành người lãnh đạo rất giỏi. Có lẽ họ không thích nói chuyện, nhưng tính cách hướng nội khiến họ biết làm thế nào để tôn trọng nhu cầu của người khác, làm sao để suy nghĩ có tính chiến lược, đề ra lời khuyên có giá trị. Người hướng nội luôn có thể có cách riêng khi quản lý người hướng ngoại trong tập thể. 12. Khả năng tự hiểu mình rất mạnh. Rất nhiều người không hiểu bản thân, không nghĩ ra vì sao mình lại trở thành người như vậy. Còn hầu hết những người hướng nội đều rất kiên định và rất mạnh mẽ, rất hiểu bản thân. Họ tôn trọng cách suy nghĩ của chính mình, cũng như càng biết khi nào cần nạp năng lượng cho bản thân. 13. Khả năng sáng tạo tuyệt vời, năng lực tiềm ẩn bên trong. Người hướng nội có tài năng thiên phú mà người hướng ngoại không thể sánh được. Thế giới của bạn phong phú ra sao, chỉ có bản thân bạn biết. Rất nhiều nhà nghệ thuật, nhà triết học vĩ đại đều là người kém phát triển trong việc xã giao. 14. Tình cảm phong phú, biết kiểm soát cảm xúc. Người hướng nội rất nhạy cảm, nhưng những cảm xúc như phẫn nộ, kích động, thích thú, bất lực, họ không muốn để cho người khác nhìn ra được. Họ cũng sẽ vui vẻ, rất đau buồn, nhưng lại có vẻ tĩnh lặng như nước. 15. Có những người bạn tâm giao. Có thể người sống nội tâm không có nhiều bạn, nhưng chỉ trở thành bạn thân thì sẽ là bạn cả đời. Họ không kết bạn rộng rãi, nếu có bạn thì phải là tâm giao và đáng tin. Hướng nội hoàn toàn không phải là khiếm khuyết, không cần phải thay đổi. Tính tình hướng nội cũng có thể có một cuộc sống rất phong phú, chân thật là bản thân mới là tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng nhấn like và nhấn đăng ký để xem video nhiều hơn. Người giàu thường hay đọc sách mỗi ngày. Chúng ta mỗi ngày xem một video trên kênh Kiếm Tiền Và Làm Giàu Sống Hạnh Phúc. Cũng giống như đọc một quyển sách vậy, nó giúp chúng ta ngày càng phát triển hơn.
Chúc các bạn thành công, sống hạnh phúc. Rich and Money Chanel Kim Chen Valam Yao Rich and Money Chanel.